theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. LGD Vi mới là đội tuyển gặp phải DA và thi đấu này, và LGD Vi đi ngang qua luôn à? Thôi mình bước qua đời nhau, đừng làm nhau đâu. Ở đây thì vị trí của Levit xuống xe luôn rồi. Pha thi đấu này là Levit, tôi nghĩ là Levit sẽ xuống xe, và vị trí của Smart chủ động di chuyển ra để sấy. Smart có một pha sấy không có nhiều tác dụng lắm, để phát hiện ra vị trí của Jun, đấu súng với Jun, và bây giờ quả nết trả vào, và đó là Jun knock out được vị trí của Smart. Còn bao nhiêu smoke cho Diesel Athletic để cứu lên vị trí của anh chàng đang phải nằm ôm bụng kia. Enterfox 36 cũng chớp thời cơ bắn vào những khoảng cách rất xa, chúng ta không quá lo ngại đâu. Nhưng có lẽ các thành viên từ Athletic mất nằm tiếp rồi. JN knock out được vị trí của Mert, và ở bên kia thì Smart đang được cứu bởi Michalius. Quả flash được bục ra, và Michalius vẫn đang cố gắng cứu vị trí của Smart, và bây giờ đẩy lên tiếp tục bắn vào đít, bắn vào đít. Và bây giờ đó là bắn vào đít của team DA. Sylvia knock out được vị trí của JN, và đó là Levit Comer vị trí của Michalis. Marco là player còn lại cuối cùng. Quả flash sẽ được bục lên. Chúc mừng năm mới. Và bây giờ thì Jun lộ vị trí rồi. Jun bị nhá ra, và Jun sẽ bị confirm trong pha này. Một pha Jun lốc nhầm cái vị trí của đối phương. Bây giờ Marco knock out luôn được vị trí của Levit. Khó rồi, quả nết trả ra, và thậm chí là Marco có tới hai quả nết nữa cơ. Tutle sẽ là player còn lại cuối cùng của team LGD Vi. Ai sẽ thắng đây? Và như vậy thì lộ ra rồi, cả hai đều đau, cả hai đều khám răng nhau. Và pha vừa rồi có vẻ là vị trí của Tutle bắn đau hơn, nhưng mà ở đây thì sẽ là cố gắng sử dụng mình cái first aid kit trên tay của Cop Marco, còn là một quả nết nữa cơ. Hãy cẩn thận, vẫn còn flash bung xuống đến từ vị trí của Cop Marco. Pha đầu trí giữa LGD Vi và DA, như tôi đã nói, cái trận nào mà Divide mà top 1 thì trận sau y rằng sẽ gãy, kiểu nó sẽ phải thế đấy, có những điều mà nó phải như thế. Bây giờ vị trí của Marco xây tốt, Tutle là người phải nằm xuống. Có để ý được rằng là Fake Clan đang tới hay không đây? Có thêm cả Patrick Cross nữa, và đó là vị trí của Fergus. Lần này thì anh ta bắn không chuẩn cho lắm, quá khó rồi. Góc của DG bây giờ sẽ rất nhiều họng súng hướng vào được, nhưng vừa rồi thì Long Ca bắt được vị trí siêu phi rồi, và như vậy thì Long Ca tiếp tục bị lộ vị trí ra. Fake Clan đang muốn tiếp diễn vào tình huống giao tranh ở đây, và có vẻ như thì DG bắn rất khôn, rất khó đây. Fake Clan rất khôn, cứ chờ rồi một tình huống cú giòm mà cứ chờ đến từ Fake Clan. IQ 500 tiếp tục knock out được vị trí của Poor Boy. IQ 500 knock out được vị trí của Sato. First Fade vẫn đang nằm, và bây giờ IQ 500 cùng với team DG đang một lúc phải kháng chiến với 3 team, có cả thêm Patrick Cross. Một pha tap, và vừa rồi suýt chút nữa thì MBK đã bị knock out, nhưng mà không sao cả. Fake Clan Amonot knock out được IQ 500, và đó là tình huống bắn qua gầm xe. Luren đây ở đây, Thiên Ba cũng đang va chạm cùng với thành viên của team Meta Gaming, liên tục là flash được trả lên. Chào cờ không thấy ngày về đến từ vị trí Wicked, và bây giờ thì Wicked một tay vẫn đang cầm súng, một tay chào cờ rất nghiêm túc. Wicked đẩy lên cho âm thính này, phát hiện ra xây lỗi đến từ vị trí Wicked rồi, nhưng cuối cùng vẫn có mình mạng. Luren đây, Long Ca knock out được vị trí của ITZ, và đó sẽ là confirm ITZ trong vòng một nốt nhạc mà thôi. DG vẫn đang làm tốt, một lúc bắn cả hai ba team không sao cả. Quả nết trả vào, rất nhiều team phải di chuyển. Cái phòng bò, úi rồi ôi. Đây phòng bò, vòng bò lại vòng bò, úi rồi ôi. First wave vừa rồi có cho mình cái mạng của IQ 500. Face Clan họ bắn rất khó chịu, họ rất là cứng luôn, khiến cho cái team của team DG không thể kéo giãn cái khoảng cách đội hình của Face Clan ra để di chuyển được. Nhưng mà Long Ca thay vào đó thì bắn hay bay giỏi. Long Ca knock out vị trí của U3. Thiên Ba thì vẫn đang một mình kháng chiến với vị trí của Linh Sun, với cặp tay ở bên phía team Meta, nhưng mà không sao cả. DG clear hoàn toàn, đó là Face Clan. DG clear Face Clan, nhưng mà tiếp theo thì lại có thêm cả Patrick Cross, khó ngày càng thêm khó. Gray knock out được vị trí của Fergus, nhưng mà không sao cả. Đây là một cái vòng bắn tính điểm, càng nhiều kill thế DG càng có lợi thế. Bây giờ họ đã có tới cho mình là 20 điểm rồi. Long Ca tiếp tục bắn tốt cho bàn này, một mình Long Ca 8 kill rồi, không thể tin được. Đó là 8 kill cho vị trí của Long Ca. Gray đang mò lên, Gray bị hở lưng cho pha này. Nếu như Gray bắn lỗi, và như vậy là Gray không lỗi, MBK mới là người phải nằm. Long Ca lập tay còn lại cuối cùng, 1v1 Long Ca với Gray, và như vậy là Gray bắn tốt hơn cho pha này. Long Ca rất khó, Long Ca đang rất yếu máu, và như vậy thì cái top 5 dành cho đi với Gaming thôi, nhưng không sao cả, đã rất nỗ lực đem về con số kill, đặc biệt là cả cá rất nhân lớn Long Ca nữa, rất lớn. Và trận vừa rồi thì LGD Vi chúng ta cũng có 3 kill, không phải chết chay là được rồi. Chính có 3 kill và một cái số lượng điểm gọi là tạm chấp nhận được trong cái trận thi đấu mà nó không tốt. Bù Dù Hú knock out vị trí của Ragnarinho, tiếp tục bắn luôn một mình Bù Dù Hú. Ui, một mình kháng chiến luôn, bắn cả hai team cho nó chắc. Meta Gaming xong quay ra bắn luôn cái thành viên phía team Sonic. Bây giờ phải di chuyển vào bo rồi, áp lực xanh đè vào. Ui, thôi sao làm sao mà dẫy được trong pha này. Huyên có những tình huống táp rất là cơ bản với khẩu SLR, và như vậy là Bù Dù Hú đã phải nằm xuống.
bắn sinh tồn hàng tuần của tuần 2 khá tiếc khi một pha 2v1 của DG với Konasi ở bên phía Miram. Pha đó mà chúng ta tỉnh táo hơn một chút, là chúng ta sẽ ăn. Dù gì thì lúc đấy là Konasi cũng đang ở sát viền bo rồi. Bo cũng là bo cuối, anh ta phải di chuyển, tuy nhiên chúng ta đã nhồng lên hơi sớm. À thôi không sao cả, dù gì thì game thiếu này thì DG cũng đã làm rất tốt. Rút kinh nghiệm ngay. Ở đây thì Sonic knock out được vị trí của Mamu. Sonic bắn rắn như thế này thì lấy đâu ra cửa cho Patrick Road cùng với Meta Gaming họ thở ở đây. Clear xong Patrick Road, phần còn lại của bên phía team Sonic sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều, chỉ là 2v4 một góc mà Sonic còn nhiều đồ. Và rõ ràng là pha bắn này bên phía team Sonic họ chỉ cần bắn đổi người thôi là cũng ổn luôn. Wicked đổi một của StreamZ rồi, sao nữa khi mà Ragnardinho ở đây là một player VS3 với phía team Sonic. Ragnardinho lại làm thêm một single turn, nhưng sau đó thì ngay lập tức có một player khác bắn và backup cho vị trí của single turn. 1-9 kill cho các thành viên từ phía Sonic. Game thì nó cũng tương đối là thoải mái với Sonic thôi, không gặp quá